Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 2 tây tháng 9 năm 2021. Ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày thứ sáu ngày 3 tây tháng 9 rồi. Thì chúng ta đã bước qua tháng 9 tháng 9 này cũng như là tháng gì rồi và tháng trước đó nữa thuận cũng sẽ tổ chức một cái event nào đó cho kênh của Thuận Capital thì đội Thuận Capital sẽ tổ chức một cái sự kiện sẽ chia sẻ ở trên những mạng xã hội cũng như là chia sẻ trên video trong thời gian ngắn tới đây để các bạn có thể tham gia nhưng mà hôm nay chúng ta đã nhìn vào tình hình đó thì các bạn thấy được là tối ngày hôm qua đó thì giá bitcoin một lần nữa đã đột phá qua khỏi 50.000 đô lên tới 50.400 cũng khá là nhanh nhưng mà sau đó đó lại có cái sự đi xuống dưới 50.000 đô và cả ngày hôm nay đây thì giá bitcoin xoay quanh cái mức là khoảng chừng là 49.000 đô bây giờ là khoảng 48.890 thì cũng gần như là 49.000 đô thì các bạn thấy được là cái mức giá 50.000 đô này chúng ta đã muốn phá rất nhiều lần rồi Lần đầu tiên đó, trong thời gian là hai tuần qua đó chính là cái thời điểm là ngày 23 tây tháng 8 Sau đó chính là ngày hôm qua Và trên căn bản các bạn được chúng ta đã đi hàng ngang nó khoảng chừng là gần như hai tuần Các bạn thấy đây là những cái nến ngày ở trên uh, Coinbase thì chúng ta đã tích lũy ở cái vùng này gần 50.000 đô liên tục 2 tuần thì Bitcoin cũng bắt đầu muốn thử lại cái mức 50.000 đô một lần nữa chúng ta hãy tiếp tục theo dõi cái thời điểm này đó làm thường rất là nhớ đến thời điểm nào các bạn có nhớ không đó chính là cái thời điểm mà chúng ta thấy là giá Bitcoin không qua được cái mức là 20.000 đô để thường trở lại cái thời điểm đó xem thì chúng ta bây giờ sẽ nhìn vào cái tài liệu mà Bitcoin phá 20.000 đô đó có nghĩa là năm ngoái năm 2020 thì để thường refresh cái lại để các bạn thấy rõ hơn thì trên màn hình các bạn ra đây là cái thời điểm mà giá Bitcoin nó liên tục muốn phá 20.000 đô. Đây là cái thời điểm hồi tháng 11 của năm 2020. Thì chúng ta thấy được là cái thời điểm mà giá Bitcoin muốn phá 20.000 đô đã kéo dài cũng khoảng chừng là 3 tuần 21 ngày thì thời điểm bây giờ đó rất là giống như là cái thời điểm lúc mà Bitcoin phá 20.000 đô trước khi mà có sự tăng vọt lên các bạn được sau khi phá 20.000 đô thì hầu như là không ngừng nghỉ đó lên tới 30 rồi lên thẳng tới 40 rất là nhanh chóng thì chúng ta được là cái thời điểm này đó là cái thời điểm mà mỗi lần mà giá Bitcoin đến gần 20.000 đô hay là chạm 20.000 đô đó thì chúng ta lại thấy là có cái sự chốt lời có người bán ở thời điểm đó nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Tình hình bây giờ đó thì chúng ta cũng đã biết là giá cả Bitcoin lên trong thời gian là hơn một tháng qua thì tình hình đó, đi thùng refresh cái trang Classno này lại để các bạn thấy thông tin mới nhất liên quan tới là cái số lượng Bitcoin đó đang có lời là phần trăm là bao nhiêu Dựa theo tài liệu của Classno thì Dựa theo tài liệu Classno đó thì cái số lượng có lời đây ngày hôm nay Và ngày hôm qua đó cũng giống như là bằng nhau các bạn đều là cái Tài liệu cho thấy được đó là cái số lượng có lời đó là khoảng 87% ngày hôm qua và ngày hôm nay có nghĩa là còn khá nhiều Bitcoin đang có lời hiện bây giờ tính theo dữ liệu của Classno và chúng ta lại tiếp tục thấy được là chúng ta có những cái hiện tượng chốt lời tuy nhiên cũng như lý những ngày trước đó các bạn thì được chúng ta tiếp tục thấy là cái đường này là cái đường màu xanh lá cây chúng ta muốn thấy cái đường này tiếp tục là màu xanh lá cây chứ không phải là màu đỏ nghĩa là chúng ta thì được là bịch không di chuyển vẫn đang có lời hiện tại hiện tượng chúng ta thấy đó không phải là người ta sợ người ta bán mà chỉ là hiện tượng chút lời của một số nhà trader một số nhà đầu tư mà thôi chúng ta chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào của nhiều cá voi đem số lượng lớn bịch không lên trên sàn Tại vì sao? Tại vì chúng ta có đã từng nhìn thấy những tài liệu này cái bạn thấy được chúng ta nhìn riêng về cái tài liệu liên quan tới là có bao nhiêu Bitcoin trên những sàn giao dịch Thì khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu này đó Ở trên cái biểu đồ ngày Thì cái đường màu trắng này đó chính là giá của Bitcoin Và cái đường mà màu xanh bên dưới này đó là cái số lượng Bitcoin còn ở trên những sàn giao dịch Thì chúng ta zoom vào Các bạn sẽ thấy được đó là cái tình hình là bắt đầu từ cái thời điểm là ngày 25 tháng 7 đó thì chúng ta đã có một số lượng Bitcoin lớn rồi khỏi sàn và chúng ta một lần nữa thấy đó là giá Bitcoin đó có, có xu hướng đi lên nhưng mà chúng ta lại không thấy nhiều Bitcoin đẩy lên trên sàn. Chúng ta thấy có một số lượng Bitcoin đẩy lên từ ngày 20 tây cho đến ngày 26 tây trong như một tuần đó và đây cũng có thể là cái thời điểm chúng ta thấy là chốt lời nhưng mà chúng ta lại thấy là bắt đầu từ ngày 25 tây mặc dù là giá cả vẫn tiếp tục đó uh, đi lên từ cái mức là khoảng 46 47 000 cho tới, tới bây giờ nhưng mà các bạn thấy được có một điều đó chính là bịt không một lần nữa lại mất đi trên những sàn giao dịch được rút ra và các bạn thấy rõ ràng hơn đó là cách đây không lâu cách đây khoảng chừng là ngày 26 tây tháng 8 lúc đó chúng ta có 2,46 triệu Bitcoin trên những sàn giao dịch. Bây giờ chúng ta thấy được là ngày 1 tây tháng 9, ngày hôm qua chúng ta chỉ còn có 2,44 triệu Bitcoin mà thôi. Như là chúng ta đã mất đi khoảng chừng là 20 ngàn Bitcoin rồi trong thời gian từ ngày 26 tây cho đến ngày hôm nay có nghĩa là khoảng chừng một tuần thì chúng ta nhìn vào tình hình nạp vào rút ra đó thì các bạn thấy là đối với là Bitcoin đó chúng ta đã chỉ chú tâm về Bitcoin mà thôi thì tiếp tục là một ngày, hai ngày ba, ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày liên tục là Bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào thì đây là cái hiện tượng Bitcoin được rút trời ra và đương nhiên đây là hiện tượng mà nhiều người cho là tốt đối với giá cả trong thời gian trung hạn Tại vì khi mà càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn thì càng ngày cái nguồn cung nó sẽ càng thấp đi Và chúng ta nhìn vào tài liệu rất là thú vị Đây là tài liệu được chia sẻ bởi Will Clemente Thì Will Clemente đó nhìn vào tài liệu ở trên Classno Thì nói là chúng ta thấy đây là tài liệu từ khoảng chừng là Đầu tháng 8 tới bây giờ đó thì chúng ta thấy được là cái hiện tượng là khoảng chừng là cái tuần cuối cùng của tháng 8 đó ở trên sàn Coinbase thì chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin mất đi trên sàn Coinbase nghĩa là đã có người rút ra rất nhiều Bitcoin trên sàn Coinbase nhưng mà cũng cùng thời điểm đó đó chúng ta thấy được là chúng ta thấy cái hiện tượng là có thêm Bitcoin ở trên sàn Binance thì Bitcoin rút ra khỏi sàn Coinbase nhưng mà lại có Bitcoin đẩy vào sàn Binance các bạn nghĩ là lý do tại sao thì có rất nhiều người comment ở bên dưới cái thuyết này nói là có thể chúng ta thấy cái hiện tượng là người ta không muốn bán ở trên sàn Coinbase tại vì cái phí quá cao cho nên lấy sàn Coinbase đẩy qua sàn Binance Thật cái điều này cũng không có hợp lý lắm tại vì các bạn nên biết là sàn Binance là không có thể hoạt động ở Hoa Kỳ Chỉ có Binance US mà thôi Cho nên một người ở Hoa Kỳ đã không thể dễ dàng để mà mở tài khoản Binance mà đẩy qua bên Binance mà bán Và thậm chí chúng ta được là cái phí trên Coinbase thì đương nhiên là mắc nhưng mà chúng ta có sàn Coinbase Pro cái phí nó sẽ thấp hơn thì người ta cũng có thể đẩy qua sàn Coinbase Pro chứ không cần phải đẩy qua sàn Binance cho nên cái giải thích này cũng không hợp lý lắm và chúng ta thấy được là có một số người thì nói là có thể tại vì ở trên những sàn như là Coinbase thì không có sử dụng những cái hợp đồng như là margin hay là future được cho nên đẩy qua sàn Binance để mà sử dụng dùng lòng thế chấp để mà có những cái lệnh future hay là margin thì cũng có thể như một lần nữa cái tình hình đó là những người mà có sàn Coinbase cũng không dễ dàng có được sàn Binance à, một cái điều khác nữa đó tôi nghĩ đến đó chính là có thể chúng ta thấy được là những người đầu tư ở Hoa Kỳ, tại vì phần lớn á, cái user những người đầu tư á, ở trên sàn Coinbase là đến từ Hoa Kỳ, thì có thể chúng ta thấy có một hiện tượng á, là người Hoa Kỳ thu mua xong rồi họ lấy Bitcoin ra khỏi sàn, nhưng mà ngược lại chúng ta thấy cái hiện tượng chút lời bây giờ đó là phần lớn là đến từ những người mà đang sử dụng Binance có thể là những người mà sống ở Châu Á, đây cũng là một trong những cái lý do. Nhưng mà nói chung á, thì các bạn thấy được là tình hình là chúng ta thấy là giá cả tiếp tục xây quanh 49.000 Cứ muốn thử 50.000 Tiếp tục tích lũy cái dùng gần 50.000 đô Và chúng ta không thấy cái hiện tượng Là nhiều bịch là để trên sàn Chúng ta thấy hiện tượng Là có thể là chúng ta đang nhìn vào Một số người tiếp tục chốt lời Mỗi lần mà giá Bitcoin lên tới 50.000 đô Chúng ta tiếp tục theo dõi Và cái hiện tượng Liên quan đến cái số lượng Bitcoin con base thì không chỉ riêng là Will Clemente Nhìn thấy mà chúng ta thấy được là Lloyd Davis cũng đã chỉ là một cái biểu đồ khác Nhưng mà cũng tương tự cho thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình Là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn base trong nhiều tuần qua đã tiếp tục tăng lên Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là cái tình hình một tuần qua Bitcoin tiếp tục rời khỏi sàn Coinbase Bây giờ thường muốn chia sẻ một số những cái thông tin lớn đi rồi chúng ta sẽ nói tới mà một số những cái thông tin liên quan tới Coin Ngày hôm nay có thể đã không phải là một cái video quá dài tại vì à, hôm nay cũng không có nhiều tin tức gọi là ảnh hưởng lớn cho nên thường muốn chia sẻ những cái thông tin nổi bật mà thôi Thì thông tin lớn ngày hôm nay đó, đó chính là ngân hàng đầu tiên ở Hoa Kỳ cho phép người ta mua, bán, nắm giữ crypto trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng, đó chính là ngân hàng Vastbank. Bank. Thì các bạn thấy được là chúng ta bây giờ đã đến cái mức mà các bạn có thể là mua crypto sử dụng ngân hàng Các bạn cũng đã biết là bây giờ thì các bạn có thể mua crypto dùng rất là nhiều những cái ứng dụng ở Hoa Kỳ Chúng ta có những ứng dụng lớn như là PayPal hay là các bạn thấy được chúng ta có Square Chúng ta có những cái ứng dụng mà cho các bạn uh, trade stock như là Webull hay là Robinhood Và đương nhiên chúng ta có thể sử dụng những cái sàn giao dịch lớn như là Coinbase hay là Gemini ở Hoa Kỳ Nhưng mà về cái phương diện mà các bạn không cần phải tạo một chương mục khác Các bạn có thể dùng chương mục ngân hàng như là chương mục gửi tiết kiệm, gửi checking Để mà mua crypto ra thì chưa có cho đến ngày hôm nay Hôm nay chúng ta có cái ngân hàng đầu tiên được chấp thuận bởi OCC Như là cái ban quản lý ngân hàng đó đã chấp thuận đó chính là ngân hàng Vasbank. Ngân hàng này bây giờ đã cho các bạn sử dụng ngân hàng để mà thu mua trực tiếp và lưu trữ trong đó chúng ta có những đồng mà cái sự lựa chọn này cũng khá là thú vị. Những đồng đó là những đồng nào? Những đồng lớn chúng ta không nói tới đi đương nhiên là Bitcoin đồng lớn thứ nhất. Ethereum là lớn thứ nhì, Cardano là lớn thứ ba thì có ba đồng lớn cũng không có gì gọi là lạ nhưng mà chúng ta thấy là Litecoin thì cũng không cho là lạ đi tại vì Litecoin với Bitcoin Cash cũng là những đồng đã có lâu năm. Cho nên có thể là cái thương hiệu người ta cũng biết đến. Nhưng mà chúng ta lại chuyển qua những cái altcoin nhỏ hơn thì lại có đồng Filecoin, đồng Orchid và Algorand đồng ALGO đây là cái sự lựa chọn cũng khá là thú vị các bạn nghĩ sao về cái sự lựa chọn là có đồng Filecoin, đồng Orchid và Algorand các bạn hãy comment ở bên dưới nhưng mà trên kênh này đó thì cố gắng để mà tìm hiểu thêm những thông tin chứ không phải là chỉ đọc cái tin tức cho các bạn thì câu hỏi kế tiếp đó mà thường suy nghĩ đến đó chính là Vast Bank đó ngân hàng này là ngân hàng ở đâu tại vì thực sự mà nói là thường cũng chưa hề nghe nói ngân hàng Vast Bank này và đương nhiên thường sống phần lớn là Cali và một thời gian dài thường sống ở New York và những cái tiểu bang bên đó nhưng mà ngân hàng Bascen vẫn chưa nghe nói đến thì ngân hàng này là ngân hàng như thế nào thì dựa theo tài liệu đó thì chúng ta thì được là ngân hàng đây là tài liệu liên quan tới ngân hàng Bascen đây là trang web của họ và các bạn thấy được họ cũng là một ngân hàng mà cũng thấy à, cũng khá là tân tiến có ứng dụng app store rồi cái cách mà họ làm trang web này cũng giống như là những trang web hiện đại à, cái cách họ làm cái visa debit cũng là giống như là cái cách làm của Coinbase thì đây là trang web mà họ nói là họ cho mua bán crypto Đây là thông báo chính thức chỉ là bây giờ đó Thì mua bán crypto Có thể lưu trữ ở trên ngân hàng Vastbank nhưng mà không thể rút ra được ở thời điểm hiện tại cũng giống như là nhiều Cái dịch vụ như là Paypal các bạn có thể mua lưu trữ và bán nhưng mà không thể rút ra được thì ngân hàng Vastbank này đó thường không có tìm thấy nhiều thông tin Chúng ta chỉ thấy là những cái thống kê Đây là một ngân hàng đó ở Tulsa Oklahoma và ngân hàng này đó là một ngân hàng cũng không lớn lắm đối với thuận tại vì các bạn thì được là tổng cái số tiền mà họ quản lý bây giờ đó tổng cái số tiền đó là 626 triệu mà thôi thì đây là một ngân hàng mà tương đối không phải là ngân hàng lớn nhưng mà bắt đầu từ ngân hàng nhỏ rồi tới ngân hàng lớn cũng giống như là chúng ta nói tới quốc gia bắt đầu từ quốc gia nhỏ chấp nhận rồi tới quốc gia lớn tại vì những ngân hàng nhỏ thì họ có thể chấp nhận rủi ro cao hơn là những ngân hàng lớn nhưng mà chúng ta thiếu cái sự bắt đầu nền tảng đã có để cho ngân hàng có thể cho người khách hàng của họ tự mua bán sử dụng ngân hàng đây là một điều rất là lớn và một trong những điều mà nếu như thuận là những cái sàn giao dịch ấy, như là Coinbase, Gemini thì thuận sẽ bắt đầu thấy lo sợ tại vì nếu như mà ngân hàng giống như là các bạn cứ nghĩ đi Wells Fargo hay là Chase hay là Bank of America là những ngân hàng lớn như thế nào nếu như mà họ cho cái hàng của họ mua bán trực tiếp trên ngân hàng mà không cần phải mở tài khoản Coinbase hay là bất cứ một sàn nào khác thì các bạn có thể thấy được là họ sẽ mất đi biết bao nhiêu là giao dịch đây là một trong những điều mà thường nghĩ là nếu như mà bạn là một người làm việc cho những cái sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ cũng nên lo tới tại vì điều này đã bắt đầu xảy ra nói tới cái nền tảng cho những cái công ty đó thì chúng ta thấy được là chúng ta lại thấy thêm một công ty Đồ sộ đầu tư đã có cái xu hướng là tham gia vào thị trường này đó chính là công ty Franklin Templeton Thì công ty Franklin Templeton này đó là công ty quản lý đầu tư với tài sản là 1,56 nghìn tỷ Và họ đang tìm để mà mướn một nhà phân tích Bitcoin và nghiên cứu crypto cho công ty Thì công ty này đó cũng như là những công ty khác không có gì gọi là lạ hết như là phải đeo đi như là Goldman Sachs Các bạn thấy được là những công ty này đó họ không thích thì cũng phải thích thôi nếu như họ không muốn bỏ lại phía sau thường đã chia sẻ rất nhiều với các bạn tại sao những công ty này những ngân hàng họ lại ủng hộ crypto bây giờ họ lại cho mua bán đầu tư crypto một cách dễ dàng như vậy càng ngày họ càng muốn cho người khách hàng của họ tiếp cận dễ dàng hơn tại vì thứ nhất là khách hàng của họ đó rất có hứng thú cái sự đòi hỏi rất là cao nếu như mà những ngân hàng này không cung cấp đó thì khách hàng của họ sẽ đi nơi khác để mà có được những cái sản phẩm này để mà có được những cái dịch vụ này đương nhiên khách này của họ không có bỏ cuộc của đó và họ có thể mất khách hàng đó tại vì công ty khác có thể là kéo những cái chương mục đầu tư khác qua công ty của họ họ sẽ mất khách hàng đó và đương nhiên một điều khác nữa đó chính là lợi ích không lý do gì mà ngân hàng lại đứng yên một chỗ nhìn những công ty như là Coinbase hay là Binance kiếm được số tiền lớn như vậy mà không nhúng tay vào đây là hai lý do chính chúng ta nói tới những công ty đó thì chúng ta thì được là một trong những công ty đầu tư lớn đó chính là công ty US Global. Thì đây là một công ty đó mà họ quản lý những cái quỹ đầu tư ETF liên quan đến giống như là vàng hay là đá quý đó. Thì đây là một điều rất là thú vị. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đó trong cái tài liệu họ gửi đến cho SEC đó, họ đã nói về Bitcoin và để thuận zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì công ty này nói gì? Công ty này nói đó là những cái quỹ đầu tư vào vàng, thị trường vàng và thị trường đá quý của họ đó thì nói chung đó thì cái thị trường này đó tính tới 6 tháng đầu của năm 2021 nghĩa là tính tới cuối tháng 6 năm 2021 thì à, tính chung đó thì những cái à, quỹ liên quan đến à, kim loại đá quý, vàng thì à, giảm đi 3,82% trong khi mà khi mà so sánh với lại à, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ S&P 500 thì đã lên 15,25%, có nghĩa là chúng ta thấy được là đầu tư vào vàng và đá quý đó những quỹ này đó họ không có thể nào mà có được cái sự lợi nhuận thậm chí là họ còn bị lỗ 6 tháng đầu của năm 2020 khi mà những người đầu tư có thể đơn giản đầu tư vào S&P 500 những cái quỹ đầu tư của S&P 500 họ đã có lời tới 15% rồi và đương nhiên khi chúng ta so sánh với lại Bitcoin hay là Ethereum thì tới mấy trăm phần trăm lần Và một trong lý do mà họ nói tới tại sao mà thị trường vàng và thị trường đá quý đó không có được cái sự lợi nhuận Đó chính là Bitcoin, họ nói thực sự là Bitcoin đã, đã có cái sự ảnh hưởng Đây là lời nói đến từ những cái công ty mà họ chuyên có những cái quỹ đầu tư liên quan tới vàng và đá quý chứ không phải là thuận Hay là những người trong thị trường này nói với các bạn là Bitcoin là vàng 2.0 hay là Bitcoin sẽ thay thế vàng Đó chỉ là những câu nói của thuận và những người trong thị thị này nói mà thôi tôi muốn chia sẻ với các bạn là ngay cả những công ty đầu tư vào thị trường vàng và thị trường đá quý đó thì họ cũng nghĩ là thực sự Bitcoin đang có cái xu hướng là thâm nhập vào thị trường vàng và bây giờ đó vì lý do là Bitcoin đã xuất hiện cho nên họ tin là Bitcoin đã lấy đi một cái thị phần của thị trường vàng và có thể tiếp tục và tiếp tục lấy cái phần lớn hơn nữa đây là lý do tại sao mà họ nghĩ là thị trường vàng không tăng trưởng được Tại vì Bitcoin thật sự là một cái gì đó có thể thay thế được vàng Và họ đã làm gì? Thì họ đã chia sẻ đó là ba cái quỹ đầu tư của họ Họ tổng cộng đó, công ty US Global Investor này Họ đã tổng cộng để thêm vào 566.389 đô la cho cái cổ phần của GBTC Grayscale Bitcoin Trust và cho đến cái thời điểm hiện tại đó thì ba cái quỹ của họ là thứ nhất là cái quỹ đầu tư vào vàng và đá quý đó thì cái quỹ Gold and Precious Metals là tổng cộng là lưu trữ 302.000 GBTC 302 000 đô la GBTc, cái quỹ uh, World Precious Metal Mineral Fund của họ là lưu trữ 222.532 đô la GBTc và cuối cùng là cái quỹ Global Resources Fund là lưu trữ 40.958 đô la GBTc. Những con số này đã không có lớn đâu những quỹ đầu tư nhưng mà các bạn được là tới bây giờ đó thì ngay cả những công ty mà họ chuyên về ETF liên quan tới vàng và đá quý đó họ cũng đã để GBTc như là Trayscale Bitcoin Trust vào trong cái quỹ đầu tư của họ rồi Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là họ muốn có được lợi nhuận Thứ hai là họ thực sự nghĩ là Bitcoin đã được liệt vào cái dạng như là vàng rồi Đó một vàng điện tử Đây là điều rất là quan trọng mà thường thấy được là ít người nói đến mà thường muốn chia sẻ với các bạn Kế tiếp đó cũng là thông tin liên quan tới Bitcoin đó chính là Twitter đã thực sự tiến tới Và các bạn thấy được là công ty Twitter đó sẽ sớm cho phép người dùng thêm địa chỉ vào trong uh, chương mục của mình ở trên Twitter, nghĩa là thêm địa chỉ Bitcoin vào. Và đương nhiên đây là địa chỉ uh, Bitcoin Lightning Network. Thì đây là cái uh, mẫu beta thôi, họ vẫn đang thử nghiệm, chưa có thể làm được. Nhưng mà các bạn được là Ethereum cũng có mặt ở trên cái uh, danh sách này đây là một điều rất là thú vị tại vì chúng ta có đã biết là Jack Dorsey rất thích bitcoin nhưng mà các bạn thấy được là ethereum cũng có thể được thêm vào ở trên twitter đây là một điều mà thuận vẫn đang suy nghĩ tại sao là như vậy và các bạn thấy được là họ cũng đang thử nghiệm là những người nào mà có những cái thuyết mà các bạn thích đó các bạn có thể là tip họ ở trên uh, twitter những cái này có thành công hay không thì cũng không biết nhưng mà ít ra các bạn thấy được đây cũng là một trong những cái sự chấp nhận liên quan tới crypto ở trên twitter họ tiếp tục tiến tới và bây giờ không chỉ là bitcoin mà có luôn ethereum rất là thú vị thần tưởng đâu là họ sẽ bỏ qua ethereum tại vì jack dorsey chỉ thích bitcoin mà thôi bây giờ chúng ta lại thấy sự xuất hiện của ethereum chuyển qua để mà nói về uh, altcoin đó thì các bạn thấy được chúng ta hôm nay thấy một số nhưng màu đỏ xuất hiện nhưng mà chúng ta lại thấy có những màu rất là xanh đồng solana lại tiếp tục tăng trưởng ngày hôm nay chúng ta có sự tăng trưởng của đồng avax uh, nhìn về những đồng lớn đi thì các bạn thấy được chúng ta nói tới uh, đồng Ethereum đi thì có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Ethereum đây thùng biết là có rất nhiều bạn có nhiều cái suy nghĩ khác nhau liên quan tới tình hình của NFT nhưng mà tôi có đăng một cái thông tin đó chính là cho dù là bạn thích hay là không thích cơn sốt NFT hiện tại mà bạn đang lưu trữ Ethereum thì nếu như bạn đang lưu trữ Ethereum đó thì đúng hay sai không có quan trọng tại vì sự thật đó là cơn sốt NFT đã thúc đẩy rất nhiều người mới tham gia vào trong thị trường này thúc đẩy thêm rất nhiều người mà có thể là họ chưa tham gia họ đã tham gia thông qua NFT dẫn đến là Ethereum đang được giao dịch rất là nhiều khiến cho các phí tăng cao nhưng mà ngược lại rất nhiều phí đã bị đốt đi rất nhiều Ether bị đốt đi và cho đến lúc mình hưởng chia sẻ cái thuyết này đã, đã có 170.000 Ethereum tương đương với 645 triệu USD để bị đốt đi và lạm phát đã giảm xuống 45% có nghĩa là lạm phát đã giảm xuống 45% so với lại cái mức trước đây tới thời điểm bây giờ các bạn hiểu chúng ta đã có 175.804 Ether bị đốt đi từ khi có cập nhật EIP 1559 và tương đương với 663 triệu USD và các bạn được là cũng thu hút được những người như là những người nổi tiếng như là Reese Witherspoon hôm nay Reese Witherspoon đã nói trên Twitter là đã mua Ethereum đầu tiên thì Ethereum đó là một trong những cái mà không chỉ riêng tiêu chúng ta nói là chúng ta có solana là chúng ta có uh, những mạng lưới khác như là binance cũng có nft thì nói chung đó nft đó các bạn có thể là không thích tại vì các bạn thấy là những cái hình đó không đáng giá nhưng mà cái đó cũng không quan trọng cái quan trọng các bạn cần nên hiểu là nft các bạn lưu trữ binance khi mà lưu trữ uh, solana này các mà lưu trữ bất cứ một cái nền tảng nào mà có nft thì các bạn uh, cũng nên ủng hộ tại vì đối với thuận đó thì các bạn thấy được là NFT thu hút được rất là nhiều người nổi tiếng vào Tại vì sao? Tại vì họ nghĩ là họ có thể kiếm được lợi nhuận đến từ bán NFT Cho nên họ sẽ tham gia vào Có thể là Bitcoin không đủ sẽ hút thúc đối với những cái người này Nhưng mà đối với NFT thì họ tham gia vào Và họ cần phải lưu trữ cái đồng của nền tảng đó như là đồng Solana, đồng Ethereum, đồng Binance vân vân. Cho nên đây là một trong những điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Và chúng ta nhìn vào tài liệu thì các bạn sẽ thấy được là ngày hôm qua đó thì đồng Cardano đã đạt được cái định mới có nghĩa là hơn 3 đô la và ngày hôm qua đó Cardano đã lên tới 3 đồng lẻ chín cent thì hôm nay chúng ta đã nhìn được thông tin đó hôm nay là uh, ngày hai tây rồi thì thông tin là chúng ta đã thấy là testnet của Cardano đã thành công có nghĩa là đây là cái half testnet cái hard fork solana của uh, Cardano và cái bước kế tiếp đó chính là sẽ có cái hard phố trên cái mainnet của Cardano để có smart contract hợp đồng thông minh và từ đó chúng ta sẽ có những cái ứng dụng như là DeFi như là NFT ở trên mạng lưới của Cardano và ngày đó sẽ là ngày 12 tháng 9 chúng ta chỉ còn có 10 ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy được sự lợi hại thực hư của Cardano như thế nào những đồng khác nổi bật ngày hôm nay đó thì các bạn được chúng ta tiếp tục Uh, thấy cái sự tăng trưởng mạnh của Solana bây giờ đã đồng đứng thứ bảy rồi, 134 đô tăng 21%, có thể nói là tăng không ngừng nghỉ. Và chúng ta nhìn vào những đồng khác thì XRP không có sự thay đổi ngày hôm nay so với ngày hôm qua. Uh, đồng BNB thì xuống một chút cũng không có xuống nhiều. Bây giờ ở mức là 482 đô, Dogecoin thì hầu như cũng đứng yên. À uh, Polkadot thì xuống 2%, tính theo cái giá bây giờ so với ngày hôm qua. Và Uniswap thì xuống 3,2%. Đây là tình hình chung của thị trường ngày hôm nay và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin uh, như là telegram facebook và twitter hay là những bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit hay là sàn Fashion Moon XBT các bạn bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để có thể nhận được tín hiệu trade miễn phí và các bạn cũng có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Ascendiac hay là sàn Fearhub cái hai sàn này đều có bonus như là các bạn nhìn thấy trên màn hình hay là các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái sàn ở Hoa Kỳ nếu như bạn sống ở Hoa Kỳ như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase hoặc là các bạn có thể tìm hiểu những cái ứng dụng như là BlockFi và CryptoCoin BlockFi là ứng dụng lending có lãi mà các bạn cũng đã biết và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.